Em Thảo trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Và hôm nay thì một sản phẩm vô cùng là mới, một sản phẩm riêng của bên công ty em mới may xong. Cái này thì em sẽ may thiết kế riêng nhưng rất chỉ là lặng và chắc chắn. Các bác đang cần một bộ quần áo mưa phải không ạ? Đi mưa và đi trong mùa đông của năm nay, không bị ướt, không bị lạnh, sạch sẽ, dày dặn, mua một lần sử dụng cả chục năm không hỏng. Và giá tiền của nó là bao nhiêu thì các bác nhà mình hãy theo dõi em tới tận cuối video để biết cái bộ quần áo mưa hôm nay em đang tải lên cho các bác nhà mình xem. Về bộ quần áo này thì hiện tại là em vừa mới bên trên công ty vừa gửi mẫu xong các bác ạ. Đấy, các bác nhìn đẹp không? Đội mũ lên luôn. Và một chút nữa sẽ quay chất liệu về bên trong cái áo này để cho các bác nhà mình được xem. Đây là mũ cho các bác nhé. Mùa đông rồi, lạnh lắm. Các bác nhà mình mặc ngay bộ quần áo này đi, vừa sạch vừa không bị lạnh, nhỡ mưa thì không ướt người luôn, tiện ích không mà các bác. Và cái giá tiền của nó ấy, thì khi em nói thì chắc chắn là 100% các bác sẽ mua được. Đấy, đây là bộ vàng các bác nhé. Em sẽ đi gần vào để cho các bác nhà mình xem cái lượt ép ở bên trong. Đấy, em sẽ cởi ra cho các bác nhà mình xem cái lượt ép ở bên trong đi. Và ngày hôm nay thì em sẽ có bộ màu xanh và bộ màu vàng như thế này. Đẹp không các bác? Màu sắc thực sự luôn đấy nhá. Tất cả các bác nhà mình mà đặt hàng ở đơn vị em thì đều được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Các bác nhìn cái đường ép ở bên trong này. Cái đường này rất chỉ là quan trọng. Đây là một cái đường để các bác nhà mình mặc chống nước vào trong người đây. Đấy, đường ép cực kỳ là chắc chắn như thế này mà nó dày như thế này. Thì báo luôn tới các bác là cái bộ này nó gần tới 1kg đấy. Thế cho nên nó rất chỉ là dày dặn. Ngoài bộ vàng này em còn có bộ xanh nhá. Bác nào thích bộ vàng hay bộ xanh thì ngày hôm nay em test hai bộ thôi. Còn các bác nhà mình chắc chắn là xem cái video này thì các bác nhà mình sẽ mua bác trai một bộ này, bác gái một bộ này. Và các anh mà đang cần ấy thì cũng sử dụng ngay một bộ như thế này. Đấy, và tiếp tục tới bộ màu xanh nha các bác nhé. Đẹp không các bác? Chất liệu như nhau, hai màu, một màu xanh than và một màu vàng. Đấy, và người mẫu thì em sẽ thử hết để cho các bác nhà mình được xem. Màu xanh cũng quá đẹp luôn. Đấy, nhưng mà theo em các bác lớn tuổi cứ sử dụng cái màu vàng cho nó rực rỡ. Em cũng thích cái màu đấy. Màu xanh này thì chuẩn lắm nha các bác nhé. Màu xanh than. Đấy. Dày dặn, rất là đẹp. Bởi vì đây là nhu cầu trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bác hỏi em đang có nhu cầu về một bộ quần áo mưa mặc trong mùa đông của năm nay. Đấy, các bác thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn nha. Em sẽ, người mẫu nhà em sẽ mặc luôn cả cái quần mưa này nữa để các bác nhà mình lựa chọn hai bộ xem là mình ưng bộ nào. Đẹp lắm các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Ui dồi ôi, cái màu quá là sắc nét luôn. Em mặc thử luôn cả cái quần và lựa luôn để các bác nhà mình tham khảo mua chọn bộ luôn. Trong mùa lạnh năm nay thì em nói thật với các bác là mua một lần sử dụng 10 năm luôn. Đấy, bởi vì cái này chính bố em, mẹ em cũng đã sử dụng rồi. Thế cho nên là cái chất liệu lần này em làm còn ok hơn là cả những lần trước nhá. Thế cho nên là các bác sẽ mặc sử dụng rất là bền. Nhất là các bác đi chợ này. Cái này mũ rơi bên ngoài em. Thôi không cần lắp mũ được. Bởi vì các bác đã nhìn thấy cái mũ vừa nãy rồi. Đây là bộ xanh than nha các bác, các anh nhá. Đấy, và em cầm cả bộ vàng lên trên tay. Cầm bộ vàng và bộ xanh lên để xem các bác, các anh nhà mình lựa chọn mẫu nào. Đấy, và với cái màu sắc của nó thì vô cùng là nhã nhặn và đẹp. Báo giá luôn tới các bác anh em nhà mình 150.000 đồng trên một bộ, bác trai một bộ, bác gái một bộ để em miễn phí ship tới tận nhà nhá. Để bác nào đang có nhu cầu về bộ quần áo mưa này hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video và nhớ cho em xin một like, nhấn chuông và nhất là đăng ký kênh của em. Ngày hôm nay mà các bác chưa mua, khi đăng ký kênh của em ngày mai ngày kia các bác sẽ nhận được thông báo để xem lại, để lúc nào ưng thì chốt đơn, gọi điện trực tiếp ngay tới đơn vị em qua đầu số điện thoại trên nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.